cuối năm ngồi đếm lại sổ đời, 300 ngày vui đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được mấy, lại phải bôn ba tiếp một năm thôi các bạn ạ. Năm vừa rồi nói thật ra đầu tư làm review âm hết cả vào lãi, cuối năm dồn mãi cũng được gần tỷ. Thôi gần một tỷ thì mình xem nào, mình sẽ sắm một chiếc xe khoảng 700 triệu, còn 300 triệu để ăn Tết. Dốc hết tình này trả nợ đời luôn. Tết này là ăn chơi tới bến, mua xong ra Tết bán. Cho nên là phải kiếm cái xe nào nó cũng giữ giá một tí. Thì bây giờ mình đang ở 31 Lê Văn Lương, chỗ Việt Dũng Auto. Đây cũng là một địa điểm xe cũ, xe lướt gì đó cũng khá là tin cậy. Nói chung là làm xe cũ bây giờ phải uy tín thì khách mới yêu được. Mình vào thôi. Ngân sách 700, mua gì bây giờ? Nhà có ai không nhỉ, mang hết xe ra đây cái. Đây có em. À, thôi. Nay thì có 7 lít thôi, 7 lốp thôi. Bây giờ đang đi ngắm cái xe gì này, thấy BMW này, hoành tráng chưa? 700 em ở hiện tại cửa hàng là có mấy lựa chọn cho anh ấy. Ờ. GLK này ạ. GLK này, nhưng mà GLK này đời bao nhiêu đây? Con của em này là sản xuất 2009, GLK 300. GLK 300 sản xuất 2009, 7G Tronic. Ngày xưa là cái thời đấy là chạy con này thì cực sướng luôn, cực phê luôn. Nhưng bây giờ giá là bao nhiêu? Em đang bán là 690 nhỉ. 690 giá yêu thương nhỉ? Giá thực ra giờ xe cũ nó êm giá rồi nhỉ. Nhưng mà cam kết là không đâm đụng nước nhỉ? Đấy nhỉ, vì cửa hàng em là chất lượng đâm đụng ngập nước là ok nhỉ. Bảo hành đúng không? Hành nói chung đấy. Nhưng mà bây giờ xe trông sơn xiếc còn mới nhỉ? Thì về thì bọn em cũng phải tút tát lại một tí. Đấy. Trông xe cũng đẹp này mà có 700 triệu rồi các bạn ạ. Đây các bạn có thể quan sát đây. Sắm đi Tết. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ra vào bên trong xe xem cái nội thất này nó như thế nào. Ok. Thực ra nếu mà về cái dòng GLK sau này là đổi thành GLC ấy, thực ra GLK được nhiều người yêu chuộng lắm bởi vì trông nó khỏe. Khỏe hơn GLC. Vâng, với cả cái formatic của nó chạy rất là hay. Đây 2009 này. Anh ghế nguyên bản đấy. Ghế nguyên bản này, da rẻ vẫn còn hồng hào đúng không? Hồng hào. 10 năm rồi, ngồi mẹc thì nó vẫn oách đấy. Oách vẫn sang này. Đẳng cấp đấy. Đẳng cấp này. Ốp này là ốp 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 nhôm đấy chứ? Vâng, ốp nhôm vẫn đẹp nhựa. Trông đẹp phết nhỉ? Nhựa nhớ ai bảo nhựa mẹc là xuống đâu? Nhưng mà cái đời GLK này là được anh em rất là yêu thích này. Bởi vì là đây các chi tiết về các thứ em thấy nó cũng ok phết này. Ok đúng không? Đây các cái này, trông vẫn rất là đẹp đúng không? Đấy, những cái nút nó không bị mòn. Không bị mòn. Không nhiều không khi GLC bây giờ là dùng một thời gian nó hay bị mòn mấy cái phím lên xuống cửa kính gì đó, nhưng mà GLK này 700 triệu. Rồi bây giờ mình đang thích con xe to hơn một chút. To hơn xem nào. X5 7 chỗ. 7 chỗ ạ. 3.0. 207. Sản xuất 207 anh ạ. 207 sản xuất 207. Vâng. Nhưng mà vấn đề là chạy được bao nhiêu vạn rồi ạ? Con này chạy 13 vạn rồi ạ. 13 vạn. Km gì đấy. Và thưa các bạn, giá cái mẫu xe này là 700. 700. Thực ra đối với cái đời xe như thế này thì phải rất cứng. Nói chung là phải rất cứng và đen nét thì mới được cái giá đấy. Vâng. Còn nếu mà X5 mà chạy nó xa xa một tí thì bây giờ chắc thì khoảng 600 có hơn một tí thôi. 600 cũng có đấy nhỉ. Đó, hơn 600 đấy. Trông xe to đẹp nhờ. 7 chỗ mà nhìn cứng cáp B thì nó sẽ sang rồi anh. BMW này đây. Cho phát nào cái cảm giác lái của B. Đấy. Đấy, vô lăng này cũng về nhiều lắm rồi đấy. Ghế da Boeing rồi. Mình ngồi BMW trông nó hoành tráng đấy, xe cao này. Nhựa nhiếc vẫn đẹp. Chung là chuốt thế nào mà đẹp thế. Quan trọng là tùy xe đúng không? Nói chung có xe phải làm ấy. Đúng rồi, nói chung anh Dũng mà chọn xe thì cũng kỹ lắm. Cần số này đẹp này, vô lăng này. Đấy, logo quan trọng, logo này. Logo là của BMW nhá. Rộng rãi. Ngồi cao. 700 triệu. Xe 7 chỗ phù hợp dân. Bắt đầu yêu rồi đấy, nhưng mà
không biết xăng cộ mẫu xe này nào. Nói chung là đi những cái dòng này thì cũng cũng không phải ngợi lắm, có 300 triệu đổ xăng chắc đi được hết Tết. Con này là 7 chỗ đúng rồi, 7 chỗ. Đó, có cả màn hình nhá. Đấy, các bạn có thể thấy là có cả màn hình này. Rồi. Mà cái ghế này có thể trượt lên trượt xuống được chứ. À đấy, trượt lên trượt xuống được. Mình bảo quái lạ sao lại. Đấy, trượt lên. Đấy, xoay màn hình lại. Rồi. Da vẫn đẹp hết nhở. Đẹp anh, con này da B, nội thất B thì ok lắm. Da này, thành cửa các kiểu này. Và... chi tiết này. Ốp gỗ, ốp nhôm gì đấy này, trông vẫn rất là đẹp. Cửa sổ trời thì panorama luôn. Bây giờ cứ suốt ngày các mẫu xe thì cứ khoe panorama BMW các kiểu này. Panorama từ 2007 rồi, lâu lắm rồi. Vậy thì tay ngồi à, trông dáng ông chủ phết. 700 triệu. 700 triệu. Được không anh em? Vote cho em này nhỉ. Rồi, bây giờ mình sẽ... thôi nhưng mà xe Đức sang thì sang thật đấy. Nhưng mà ở kia mình thấy có con Innova. Thánh. Đây, Thánh Innova này. Thánh Innova này xem bao tiền nào. Thánh Innova này là cũng 7 chỗ, tương đương với cả X5 luôn. X5 nó cũng 7 chỗ nhưng mà Innova cũng 7 chỗ. Cũng 4 bánh, cũng vô lăng, cũng 7 chỗ ngồi. Thương hiệu. Đấy. Mẫu xe này là số sàn đời 2013. Sản xuất 13 và là 500 mấy triệu. 515. Nhưng mà mình vẫn phải quyết tâm là xe Đức cơ. Nhưng mà ở kia mình thấy có con Porsche kìa, màu trắng cực đẹp luôn. À, các bạn có thể thấy màu trắng này, trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn. Rồi, mẫu xe này là bao tiền nhỉ? Này em đang bán 2080 nhỉ, 2 tỷ 080 triệu. 2 tỷ. Sản xuất 2011, 2 tỷ 080 triệu. Mẫu mới bây giờ với những cái trang bị hơn cơ bản một chút là chính hãng là khoảng 5 tỷ 4. Nhưng mẫu xe Porsche này nhá, thiết kế ngoài thì có lẽ là không phải nói về vẻ đẹp của nó rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ vào bên trong khoang xe xem. Ui dồi ôi, sao nội thất nó đẹp thế này. Sản xuất 2011 nhưng các bạn tính cho đến bây giờ là 8 năm có lẽ rồi. Mà da rẻ vẫn cực kỳ đẹp luôn, hồng hào luôn. Mà da xịn của các sở rất là đẳng cấp. Vô lăng này. Đấy các bạn có thể quan sát. Úi giời, ngồi cái 700 thôi nhưng mà mình cũng phải mon men lên những xe tiền tỷ các xem như thế nào. Úi giời, Porsche này. Gen thể thao thì lúc nào cái đồng hồ vòng tua nó cũng nằm ở giữa luôn. Chìa khóa thì lúc nào cũng nằm bên trái này. Đấy, đặc trưng của Porsche nhá. Thiết kế kiểu Virtu, những phím bấm kiểu Virtu trên các cái bảng điều khiển. Thì bây giờ thì chuyển thành các cái màn hình to touchpad hết rồi. Mỗi cái nó cũng có một cái hay. Hôm vừa rồi thử cái mẫu Cayenne mới thì toàn màn hình cảm ứng thôi, nhưng mà quay lại cái Cayenne này thấy yêu thương cái phần này phết, đẹp này. Mạnh mẽ luôn. Đấy, các chế độ gài cầu vận hành đây. Rồi chế độ sport đây, hỗ trợ gửi em vân vân, đủ hết. Mà da đẹp quá. Bây giờ mình ra hàng ghế sau xem có gì vui không nào. Đẹp. Nói chung là Porsche cứ phải cầm lái hoặc là đi trên đường mới thấy nó đẳng cấp như nào. Ngày xưa thì chính mình đã lái mẫu xe này đi mấy cái cung đường Tây Bắc rồi. Nói chung nó vượt quá nhẹ nhàng luôn, không nghĩ là chạy đường đèo dốc luôn. 10-12% gì đấy, nhỏ, quá nhỏ. Với Porsche thì những cái thử thách đấy là quá nhỏ luôn. Đẹp quá, da rẻ này. 2 tỷ 080 triệu nhá. 2080 rồi. Rồi, 2 tỷ 080, gấp 3 lần ngân sách của mình rồi. Bây giờ mình thấy có em Lexus ở đây. Úi giời, GX470. Con này nếu mà nói về dòng gầm cao, địa hình của Lexus thì nó phải đi vào huyền thoại luôn. Giá xe này bây giờ là bao tiền đấy? Này em là sản xuất 2007, em đang bán 1 tỷ 350. 1 tỷ 350 mà sản xuất 2017. 2007. 2007. 2007 BMW X5 bên kia cũng 2007. 700 này. 1350 có thể nói mẫu xe này giá vẫn gấp đôi. Mà tại sao nhá, Lexus nó lại giữ giá thế nhỉ? Ra cái dòng Lexus này nó là Toyota của anh thì đồ các thứ nó đồ Toyota thì là sẽ rẻ hơn B.
Tức là cái độ phụ tùng các kiểu gì gì đấy đúng không? Độ lành của Lexus thì nó ok hơn B. Mà trong khi xe rồi điều kiện ở mình rồi đi nó cũng xả xạ lắm, xe sang thì sót lắm. B nó cũng thích chở. Châu Âu, Mỹ rồi những cái nước phát triển thì đường nó đẹp long lanh, mượt mà đúng không? Độ xe kiểu nhiều khi đi cả tháng chả phải rửa. Bây giờ thì mình xem nội thất em này từ 2007 nha các bạn. 2007 cho đến bây giờ là gần 12 năm rồi. Gần 12 năm. Ui dồi. Nhưng mà da em này có bọc lại không nhỉ? Da này thì từ 2007 của anh mà một cái em này thì em có làm lại và từng có vệ sinh cho nó sạch đi nhỉ. Chứ còn da vẫn là da gốc luôn đúng không? Đấy thưa các bạn là da này từ 2007 luôn nhá. Mà về chỉ vệ sinh lại thôi, chăm sóc bảo dưỡng thôi. Này da xịn này, sờ rất sướng luôn. Nếu như mà nói về sờ sướng thì sờ còn sướng hơn cả mẫu BMW X5 bên kia luôn. Có thể nói là so sướng như Porsche được đấy. Còn các phần nhựa xem nào. Đấy, phần nhựa trên này này vẫn rất là đẹp. Nói chung anh Dũng chọn xe được đấy. Đây nha các bạn có thể thấy này, chức năng các chế độ vận hành này. Mấy năm nay thì mới bắt đầu là quảng bá nhiều chứ ngày xưa Lexus 2007 này, Comfort này, Normal này, Sport này, rồi cái Sport gì đấy có thấy có 4 chế độ cơ. Còn điều chỉnh nâng hạ gầm này, treo thể thao này, hỗ trợ xuống dốc này, gài cầu. Đấy, gài cầu nhá. Bây giờ thì thay bằng nút với cảm ứng hết rồi. Gần số. Chung mẫu xe này trông yêu thương đấy, ngồi vào thì cũng cao ráo 7 chỗ, mỗi tội là cái mẫu xe này sao da nó đẹp thế. Cửa sổ trời này rồi lên sớt linh này. Nói chung là Lexus ở Việt Nam nó cũng có cái chất riêng của nó. Vô lăng gỗ thì càng dùng càng bóng. Đấy. Đây, gỗ đây. Rồi nhựa đẹp. Bảng điều khiển thì toàn phím hết cả thôi. Phím là phím thôi. LS500 vừa rồi mình toàn thấy phím mà. Nhưng mà nhựa nha các bạn có thể nhìn thấy nhựa này. Chuốt qua cái đẹp long lanh luôn. Sau hơn 12 năm, X5 còn 700 và GX470 còn 1.4 tỷ. Đáng phải suy nghĩ đấy, đáng phải suy nghĩ đấy. Có khi mình phải tính cái việc tăng ngân sách lên rồi. Ở cái hàng ghế sau này thì nó chật quá cho nên mình không vào được. Nhưng mà nó rất là rộng, các bạn có thể thấy là da rẻ rất là đẹp. Thế cái mẫu này đẹp thế nhỉ? Mẫu này đẹp thế, 645 à? 640 nhỉ? À 640. 640. Sản xuất 2014. Vâng. Mẫu xe này bao tiền? Cooper, con này em đang bán là 2 tỷ rưỡi đấy nhỉ. 2 tỷ rưỡi thôi, vâng. Nhiều tiền quá, mua tặng bạn gái thôi, mình không đi. Đẹp, gái đi thì thôi. Nay mà lướt đường biển Đà Nẵng, Nha Trang hay những cung đường ven biển là nhất. Các bạn có thể quan sát thấy là da rẻ rồi chi tiết ở trong cũng rất là đẹp. Thiết kế mẫu này thì gọi là mê mẩn luôn. Theo kiểu dạng Grand mà. Rất đẹp. Thế cái mẫu Lexus trắng trắng IS250. Thế mẫu này là bao tiền nhỉ? Bán là 609 đấy. 609. Thế có 207 nhỉ? Sản xuất 207 biển 4 số ấy. À đây biển 4 số này. 207 700. À, đấy các bạn thấy không, bây giờ 700 triệu này mình có thể mua Mac GLK 209 này, X5 207 này, thậm chí là Lexus. Toàn thương hiệu hạng sang thế thôi, có nghĩa là 700 không chỉ đi mua mấy cái dòng xe bình dân nữa. Nhiều lựa chọn. Rất nhiều lựa chọn đúng không? Rất nhiều lựa chọn trong tầm 700. Xe mới thì có thể là Cerato, Mazda 3 rồi. Đấy, loanh quanh. Thậm chí xe cũ lại mua lại cũng tiết kiệm được khớ khớ 12% phí trước bạ này, tiền biển là mất 20 triệu này. Đấy, một cái xe cũ này chuyển tên mất đâu khoảng loanh quanh 10 triệu. Đấy. Thôi bây giờ thì theo các bạn thì nên chọn mẫu xe nào nhỉ? Hùng cũng rất băn khoăn mặc dù là dốc hết rồi. Nhưng mà 700 thôi còn 300 để tiêu Tết. Thì GLK, X5 hay là Lexus, hay là đi vay ngân hàng làm con GX470 nghe vẻ hợp lý. Em này tặng bạn gái chưa lấy sợ thôi. Rồi, các bạn nếu có ý kiến gì thì có thể
hãy comment giúp mình bên dưới nhé. Thực sự là đang rất băn khoăn. Còn xin chúc các bạn có một chuẩn bị đón một cái Tết thật vui vẻ và sẽ sắm cho mình được những chiếc xế sang, xế gì đó miễn là yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.